Duy Anh kính chào tất cả các cô chú anh chị em và các bạn. Thì cũng là trong cái lô cây lan hồ điệp mà mới nhập từ Đài Loan về hôm nay thì có cái loại mà lan hồ điệp Berlina Pink. Thì tôi nhân tiện có mấy bông hoa này tôi quay tôi giới thiệu mọi người một tí. Trước hết mà nói thì khi chúng ta chơi lan hồ điệp thơm mà chúng ta không biết đến dòng Berlina rồi chưa có trong bộ sưu tập mình các cái cây Berlina thì cũng có lẽ là hơi thiếu. Bởi vì Berlina nó được biết đến nổi tiếng với cái hương thơm của nó rất là tuyệt vời. Ngoài việc hương thơm ngát của nó ra thì nó còn một số cái điểm nữa là đối với nguồn gốc cây rừng thì nó mặt hoa của nó ná ná nhau thôi, các cái vùng miền nó khác nhau nhưng mà nó cũng khác nhau chút ít. Nhưng sau đó người ta đã lựa chọn những cây giống đặc biệt kết hợp với sự lai tạo nữa, nó tạo ra rất là nhiều cái dòng Berlina khác nhau, các cái mặt bông Berlina khác nhau. Thì có những người người ta yêu dòng Berlina thì họ sưu tầm gần như là đủ các mặt hoa liên quan đến Berlina. Cái đó thì dần dần nếu như ai mà muốn sưu tầm đủ bộ thì chúng ta tính sau. Nhưng bây giờ là tôi sẽ nói đôi chút về cái nói chung về Berlina và một số nét về cái cây này, cây Berlina Pink này. Về những điểm chung của Berlina thì mọi người chỉ cần gõ lên Google một cái chữ là Phanopsis. Chúng ta chỉ cần viết chữ Phan chấm và Berlina thì Google nó sẽ hiểu chúng ta đang tìm cây hồ điệp Berlina. Đấy, thì chúng ta ấn Enter một cái thì nó sẽ cho chúng ta một loạt rất nhiều hình ảnh về các cái cây Berlina khác nhau, với các loại sắc màu. Ở đây thì nó gồm có là thứ nhất là màu sắc này á, một là nó có các cái dạng ở các cái vùng miền khác nhau này, rồi các cái cây lai tạo khác nhau thì nó sẽ cho ra nhiều cái mặt bông. Bên cạnh đó, ví dụ cùng một một giống cây thôi, cùng một bông hoa nhưng mà với các máy điện thoại khác nhau thì chụp cái màu sắc nó cũng khác nhau đôi chút. Thứ hai, một điểm nữa là khi mà người ta đem vào người ta chỉnh ấy thì nó cũng sẽ có những sự khác nhau. Nhiều khi chúng ta họ đưa chúng ta những hình ảnh rất là đẹp nhưng mà khi về nở bông hoa ra thì nó lại không đẹp như thế, bởi vì là chúng ta được nhận được cái hình ảnh là hình ảnh điều chỉnh qua Photoshop, hoặc bây giờ không cần Photoshop đâu mà nó các cái phần mềm chỉnh sửa ảnh rất là đơn giản. Việc thay đổi màu sắc thì nó không không có gì là khó cả. Đấy, thì cái điểm chung của Pelina nói rồi là cái màu sắc của thì chúng ta biết là nó cũng khá là đa dạng. Nhưng mà cái hương thơm của Pelina thì nó rất là đặc biệt, thơm ngọt và thơm sâu, thơm đậm. Và nó có thể thơm cả ngày cả đêm. Những cây khỏe thì nó thơm cả ngày cả đêm. Và hiện bây giờ Pelina đấy, người ta đã dùng nó để lai tạo với rất nhiều cái giống khác nhau. Cứ cây nào mà có chữ đẹp Berlina vào đó thì gần như là hương thơm đều rất là mạnh. Có những cây Berlina này, khả năng cây này là cây rừng này, nhìn nó rất là khỏe khoắn. Còn bây giờ tôi sẽ nói trực tiếp đến cây Berlina Pink đang còn ở phía trước. Đối với dòng này khi mà đưa vào hình ảnh chỉnh sửa ấy, thì nhiều cây nó cũng rất là đẹp. Và hình ảnh bên ngoài thì nó cũng hồng hơn hơn như thế này. Bây giờ ban đêm và tôi không bật đèn flash nên là nó hơi tối một tí. Màu của nó không nổi lên được. Và chúng ta có thể thấy là để tôi che bớt ánh sáng.
Cái viền cánh của nó thì màu xanh. Xanh 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 bơ ấy, màu xanh bơ. Cái lưỡi của nó thì màu hồng. Và hai bên cái má này thì nó là màu hồng. Và trong họng của nó màu vàng. Đối với cây khoai, đây là những cây là như cây này là cây đang còn kích thước chưa phải là lớn. Chúng ta có thể nói độ tuổi nó còn non. Nhưng người ta đã làm cho nở hoa. Cây này cũng thế. Cây này thì hoa của nó gần tàn rồi, nhưng bông hoa này á, cái bông hoa của cây này này nó đậm đà hơn bông hoa cây này bởi vì độ già của nó đã cao hơn rồi. Màu hồng của nó cũng mạnh hơn. Thì cái dòng này khi mà chúng ta trồng cây nó khỏe, độ tuổi nó già thì cái hoa của nó sẽ to lớn hơn. Rồi cái màu hồng, màu vàng các thứ của nó nổi hơn, màu xanh của nó cũng cũng đẹp hơn. Và hương thơm của nó rất là mạnh mọi người ạ. Mặc dù cây bé như thế này, mới đi từ Đài Loan về đây là tôi nhận hàng ở bên Đài Loan ấy là cái hôm về kho là thứ tư. Họ gửi trước đó 2 ngày. Như vậy là từ thứ hai đến hôm nay là thứ bảy, mất là ngày thứ là 6 ngày. 2, 3, 4, 5, 6, 7, đúng 6 ngày nằm trong thùng. Cây thì bé, hoa thì nhỏ. Nhưng mà hương thơm bây giờ là ban đêm mà nó vẫn thơm. Không cần để ngồi sát đâu nó vẫn thơm. Chứng tỏ một điều rằng cây này đặc biệt nhất là ban ngày thì chắc chắn là hương thơm cực kỳ mạnh mạnh. Bây giờ đang là mấy giờ nhỉ? Tôi quay đây bây giờ là đang gần 22 giờ. Gần 22 giờ đêm mà hương thơm của nó rất là mạnh. Tôi ngồi quay này vẫn vẫn nghe mùi hương này. Còn nếu ta ghé sát lại một tí thì nghe mạnh hơn. Do đó là đối với cây này khi mà khỏe, có nhiều hoa và nở trực tiếp tại nhà mình thì chắc chắn là hương thơm của nó ngào ngạt và thơm rất là ngọt. Còn bây giờ tôi sẽ lướt qua một chút về cái làm rõ cái tên gọi của nó nhé. Phanopsis Bellina Vaping Phi Live. Ý nghĩa của cái tên này nó như thế nào thì tôi sẽ làm rõ cho mọi người chúng ta cùng tham khảo nhé. Phanopsis là hồ điệp, lan hồ điệp. Người ta viết tắt, người ta chỉ viết chữ fan đầu tiên thôi. Bellina là tên chung của dòng Bellina Vaping Phi Live Speed. Đó là cái tên riêng của cái cây này. Tên của nó thì được viết bằng vừa là tiếng Anh, vừa là tiếng tiếng Đài Loan, tiếng Trung. Thì chúng ta đưa vào phần mềm để dịch tiếng Anh. Thì nó sẽ ra đây là màu hồng lửa, light speed. Cái dấu nhân đấy mọi người ạ, là cái dấu nhân này này, chữ X ấy. Cái chữ X này này, đó là gọi là người ta cái phép light. Thì như vậy nó sẽ là nếu chúng ta dịch ra cho đúng gọi là đúng nghĩa của nó ấy, đó là cây Bellina ngọn lửa màu hồng. Live với chính anh em của nó. Cbiz là nó là cái chữ SIB á, là người ta viết của nó, ý nghĩa của nó là anh em, anh chị em. Và chúng ta chữ vaping, khi chúng ta tách riêng là chúng ta dịch thì nó sẽ ra là màu hồng. Phai thì nó là ngọn lửa. Tôi đọc tiếng Anh thì có thể là không đúng đâu, nhưng mà chúng ta nhìn chữ thì như vậy. Và Cbiz thì nó là anh chị em.
Tôi sẽ giản lược đi cho mọi người thấy này. Đấy, khi chúng ta để chỉ một chữ là Vaping thì nó sẽ ra là dịch ra là màu hồng. Còn khi chúng ta để chữ fire thì nó ra chữ cháy, nhưng thực ra nó là ngọn lửa. Dấu nhân là like, còn lại Cbiz này là nó là anh chị em. Đấy. Sibling. Vậy nên là khi tôi thì thường là đấy, chúng ta để riêng chữ này nó sẽ ra là ngọn lửa. Tôi thường thì bất cứ một cái gì gần như là tôi muốn sưu tầm nó hoặc tôi muốn giới thiệu mọi người tôi đều tìm hiểu. Nhiều khi mình không biết gì cả mà mua nó về, nhiều khi cảm thấy nó thiếu thiếu một cái gì đó. Như vậy là chúng ta có thể dịch ra cái tên của cái cây này á, nó là một cái cây Belina có bông hoa hình ngọn lửa màu hồng, like với chính anh em, anh chị em của nó. Đấy, chúng ta thấy cái cánh hoa nó rất là sắc sảo và có thể cũng giống như ngọn lửa. Có một số cái dòng lan ở một số cái mặt bông của Belina này này, nhưng mà nó chỉ là ngọn lửa thôi, fire thôi. Ở cái gì đấy? Fire. Cái chữ chữ ơi này. Tức là nếu mà một mình nó thôi, nó hình như một cái, tức là cái như một cái ngọn lửa toát lên, bốc lên như vậy, rất là đẹp. Cái đó nếu mà mọi người muốn sưu tầm sau này tôi sẽ sưu tầm về cho. Còn bây giờ tôi sẽ đưa mọi người đến một số cái mặt bông của cái cây này khi nó khỏe nhé. Đây là mặt bông của những người khác người ta chụp, và khi cây khỏe, hoa nó to và màu sắc của nó rất là đậm đà. Như cây này thì cũng là một bông hoa, nhưng mà dưới góc độ ánh sáng khác nhau thì màu sắc của nó cũng có sự khác nhau đôi chút. Rất là đẹp. Chúng ta đánh giá một bông hoa, nói đến màu sắc của nó các thứ thì chúng ta phải, kể cả hương thơm, phải đánh giá mà lúc nó gọi là nó khỏe đẹp nhất nhé. Đấy, dưới góc độ ánh sáng khác nhau thì có những cái sắc màu nó tương đối khác nhau một tí. Rất là đẹp. Dòng này cực kỳ đáng sưu tầm. Và chính trong số mà cây Belina thì hình như là cái cây màu này là một trong những màu giá tiền cao nhất. Tôi thì đó, tức là mình so cùng kích thước, cùng chất lượng cây nhé. Chứ còn cái kích thước khác nhau thì mình không nói. Nó không nhầm thì cây này là có giá tiền cao nhất. Và hiện tại bây giờ đang còn, chúng ta ai sưu tầm và quan tâm nó thì biết, hầu hết người ta bán là trên 500 nghìn một cây. Khoảng 520 một cây, nó ở mức độ vừa vừa thôi. Nó như thế này thôi. Còn cây to hơn, trong này có cây to hơn và đang có nụ mọi người nhé. Như cây này thì chắc chắn là giá nó cao hơn nữa. Cây này thì to này, đang nụ. Còn một số nơi thì người ta bán có thể rẻ hơn một chút và tùy vào cây ấy, thì khoảng 480. Còn đối với tôi thì tôi sẽ bán rẻ hơn. Tất nhiên là tùy cây to, nhỏ, chất lượng của nó thì nó sẽ có giá cao thấp hơn nhau. Nhưng mà giá cao nhất của tôi đưa ra đối với cây đẹp nhất ở đây sẽ là dưới 520. Thì ai quan tâm thì hôm ngày mai tôi sẽ báo giá cụ thể từng cây. Và
Và có thể là đối với cây này thì tôi sẽ không báo giá trên 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 bài đăng đâu, mà tôi sẽ báo giá riêng khi ai đó thực sự quan tâm. Bởi vì mà khi tôi đã giới thiệu nó đến tầm xấp xỉ 500 nghìn một cây như thế này á, nhỏ nhỏ như thế này, thì chỉ dành cho những bác nào quan tâm thì chúng ta vào trong Zalo nhắn tin hỏi tôi thì tôi sẽ cung cấp cho từng cây một. Ở đây trong đây có một số cây có hoa, có hai cây có hoa đây, một số cây đang có vòi nụ. Đấy. Còn một số cây thì lại chưa có. Tổng đợt này cây banana này tôi lấy về được chỉ có 8 cây thôi. Nếu bác nào quan tâm đến ngày hôm sau chúng ta, ngày mai, tôi đang dự kiến ngày mai có thời gian thì tôi sẽ đăng để bán cây. Còn có một cái dòng hồ điệp Berlina này, cái này là tên là Alba. Nó cơ bản là màu trắng. Dòng này thì tôi thấy nó không đẹp bằng cái dòng dòng Berlin Napping. Giá dòng này nó cũng cao nhưng mà vẫn không cao bằng cái Berlin Napping. Đấy, cũng là cây Berlin Napping này này. Nhưng mà có những cây nó bông nó tròn, cái cánh nó tròn hơn một chút, màu xanh nhiều hơn và màu hồng ấy thì nó phai hơn một tí. Thì mọi người biết cái màu sắc của thân lá cũng như hoa nó đều có những chịu sự tác động ảnh hưởng nhất định của cái môi trường ngoại cảnh xung quanh. Ví dụ như là ngoại cảnh tác động đến nó, ví dụ như là ánh sáng này, rồi vấn đề là chăm sóc cũng ảnh hưởng. Cây khỏe thì hoa nó khuôn bông nó sẽ khác. Rồi mức độ, ví dụ như các hàm lượng phân bón ấy, nhiều lần thì cái khuôn bông rồi cái màu sắc của hoa nó khác, nhiều kali thì màu nó lại khác. Do đó là đối với những bông hoa chắc chắn nó sẽ có những cái sự khác nhau nhất định. Rồi video hôm nay thì Duy Anh xin giới thiệu một số nét về cái cây Berlin Napping như vậy. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.